Rồi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin giới thiệu tới các bác con âm ly Onkyo TXSA 805. Trước tiên thì mời các bác xem qua cái hình thức của em đó. Con này mặt phay nhôm bằng chanh nha các bác. Có một hai điểm chày đó, em chỉ chày nhẹ đây nè, cạnh trên nè. Đây một đốm nữa. Rồi, còn lại là đẹp hết nha các bác. Đây, núm volume có đèn led xanh rất đẹp ạ. Đây, tên của em đó. Nắp cốp đẹp keng luôn. Rất là nhẹ nhàng và êm ái nha các bác. Đây, mở ra như là một cái tàu há mồm. Con này size dày lắm bác các bác. Đó, size 20 ạ. Size 20. Máy nặng tầm 23kg nha các bác. Con này đánh khá là bạo lực. Đây em đang test HDMI. Đây, HDMI nha các bác. Đây. Đó, HDMI. Tín hiệu số BCM. Đó. Qua đường DVD. Chơi hai kênh stereo ạ. Đây đường DVD, đây các đường vào của em đó. Đây, các đường vào nằm hết trên này nha các bác. Display đó, tín hiệu số. Rồi phía dưới nó có nguồn tổng. Con này thì nó có nguồn chờ standby on và nguồn tổng đây nha các bác. Đây nguồn tổng, tông bát chép. Tông bát chép, con này có thể chỉnh cho từng loa riêng biệt, from center, surround bass và kể cả sub luôn nha các bác. Dòng đời rất là cao. Đây là các chế độ chuyển các chế độ nhạc. Bua direct. Rồi on kênh stereo là tất cả các kênh stereo nha các bác. Rất nhiều chế độ ở chơi nhạc chủ yếu, nhưng mà chủ yếu mình chơi, nếu mà các bác chơi nhạc thì chủ yếu là hai kênh stereo và 7 kênh stereo. Còn các chế độ này nó của hơi dành cho phim ạ. Rồi đây setup, đây là các phím điều hướng enter và bắt trở lại return. Rồi tiếp tục đi kèm em nó là cây remote Onkyo đây ạ. Cây này thì nó hơi khác đời, cây này nó dành cho cái đời cao hơn một tí nha các bác. Em đặt rồi cái cây này, lỡ đặt hàng cái cây này về rồi nếu các bác không đồng ý thì em sẽ đổi cho các bác một cái cây khác của cái đời, đúng cái đời của nó đời thấp hơn. Tuy nhiên là các chế độ là chơi được nha các bác. Đây để em hướng dẫn. On off là được nè, chuyển on off được, chuyển các đường vào được nè. Volume ok, menu setup ok, phím điều hướng tất cả là được. Chỉ có cái dãy chuyển các chế độ nhạc đây là chỉ được một hai chế độ thôi nha các bác. Đó, nó đúng chỉ được cái dãy này thôi, nó mỗi cái dãy này thôi chứ còn lại là không vấn đề gì. Đó, bác nào dễ tính thì bỏ qua cho em. Còn không nữa thì em đổi cây remote khác cho các bác. Nhưng mà phải các bác phải chờ thời gian để em đặt hàng nó về. Rồi nắp máy. Nắp máy không cấn mót và cũng không chảy dụa. Đó các bác thấy nắp máy. Nắp máy đẹp luôn ạ. Rồi phía sau em đó. Phía sau em đó, đường quang. Đường quang thì có hai đường quang nha các bác, 1 và 2. Hai vào và một ra. Đó. Câu siêu đầy đủ ạ. Câu siêu. Đây thì em đang test HDMI. Bên này là in, ba đường HDMI in và một đường HDMI out. Các cọc loa, các jack AV sáng chân. Các jack AV sáng chân. Con này có real đầy đủ nha các bác. Đây real đầy đủ. Phần real này các bác làm đây. Rồng left right đây, các bác làm giải mã qua xuất qua một cái âm ly khác.
Rồi subwoofer, sub điện, chơi sub điện. Rồi các cổng còn lại hoạt động hoàn hảo hết nha các bác. Dưới đây là các cọc loa. Đây, các cọc loa. Các cọc loa. Và cuối cùng là tên của em đó. Onkyo TXA805 điện 100V, công suất 660W. Con này mất điện giáp băng. Rồi, khá hiếm nha các bác. Onkyo mà sản xuất tại Nhật là dòng khá hiếm đó. Mấy cái dòng đỉnh gấu thì mới là xuất xứ tại Japan, chứ còn lại là họ đã đặt nhà máy ở bên Malaysia.